Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 1 âm lịch, ngày Giáp Thìn, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn lục hợp Dậu, Tam hợp Tý và Thân thành thủy cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng đông bắc và hướng đông nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi dùng dịnh tiền tiêu trong ngày chủ nhật này sẽ là các tuổi Mùi, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 20 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý vì chịu ảnh hưởng tự chính ấn nên ngày cuối tuần có hơi uể oải, chậm chạp trong công việc. Cuối tuần mà vẫn phải đi làm việc thì đúng là có chút nản lòng. Người tuổi Tý cảm thấy không muốn cố gắng trong công việc, bạn muốn buông xuôi mọi thứ. Có tam hợp ở bên, người tuổi Tý dễ gặp được những người có ánh nhìn thiện cảm về mình. Bạn tuy nóng nảy nhưng ăn nói khéo léo nên khá được lòng những người xung quanh. Tuy nhiên, thủy khắc thổ cảnh cáo con giáp này cẩn thận về mặt tiền bạc, không nên cho người khác vay tiền. Nợ cho vay đã lâu nhưng không ai chịu trả, bạn dễ gặp xích mích, bực bội với những chuyện liên quan đến nợ nần. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, bạn không cần phải hơn thua với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, mọi sự khôn khéo trên đời đều thuộc vào bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, mầm cào cỗ đây không bằng tấm lòng chân thành. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, đôi khi không cần quá tốt với bạn bè. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đừng gay gắt khi nói chuyện với người nhà. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ, thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, công việc không thuận lợi vì lầm tường phá, những người làm kinh doanh, làm công việc tự do dễ bị phá hoại, bị khách hàng làm khó trong ngày. Hôm nay không phải là một ngày may mắn của bạn, làm gì cũng dễ hỏng việc. Công việc không thuận dẫn đến tâm trạng bực bội, khó chịu. Hai hành thủ tương hòa nên tình cảm yên bình, người tuổi Sửu đã thực sự tìm thấy niềm vui trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, con giáp này may mắn có được sự hài hòa về tiếng nói chung trong một quan hệ tình yêu và hôn nhân của hai người. Mặt sáng nhất trong ngày là tài lộc nhờ có chính tài nâng đỡ. Sự được lập từ những người xa lạ, công sức của bạn bỏ ra bấy lâu bắt đầu có triển vọng, nhất là công việc chính. Tuổi này năng động, hàm kiếm tiền nên vì không lúc nào không đầy. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, sống ở đời thì nên hoàn hỷ với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, đừng bao giờ đùa cợt với lòng tin. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, có lẽ bạn cần thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần. Tuổi Dần có tỷ kiền lâm vận nên những người làm quan không có tin vui trong ngày. Hôm nay bạn nên an phận tủ thương hơn là tham công tiếc việc. Nếu có phải đi làm thì rất khó bình ổn, dễ bị đồng nghiệp hay cấp dưới nói xấu. Ngũ hành mộc khắc thổ gây bất lợi cho đường tình cảm. Ngày nay tuổi Dần dễ vướng vào những thị phi vớ vẩn. Người độc thân nên cẩn thận với những người xung quanh, có một vài kẻ không thực sự nghiêm túc. Người đã có gia đình thì nên giữ khoảng cách với những mối quan hệ khác giới. Bạn cũng cần cẩn thận trong các giao dịch lớn liên quan đến tiền bạc. Đi mua xe, đi rút tiền to thì cần có người thân đi cùng. Ra ngoài không nên lơ là với ví tiền và tư trang cá nhân, nhớ phải bảo quản cẩn thận. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, chuyện gì đến cũng sẽ đến, đừng suy nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, có những ngày bạn muốn buông xuôi. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hy vọng bạn có thể tự cổ vũ bản thân trong ngày. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cơ thể còn khỏe mạnh là đã là phước lớn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cần cẩn trọng với những người mới quen biết. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt
17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, nâu, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Mão, bị kiếp tài chiếu mệnh, người tuổi Mão nên đặc biệt cẩn thận khi đi làm. Những bạn phải tăng ca làm thêm thì nên cẩn thận trong lời nói, hành động của mình kẻo ảnh hưởng đến người khác. Một vài nghi ngờ, mất lòng tin trong công việc sẽ xuất hiện. Ngũ hành mộc khắc thổ nhắc nhở người tuổi Mão chớ nên hứa hẹn điều gì nếu bạn không chắc chắn. Bạn dễ bị người khác vô oan, mất lòng tin hay vì cãi cố và không thành thật. Đây cũng là thời gian bất lợi cho việc kiếm tiền. Người khác nếu có rủ tham gia đầu tư vào việc gì thì tuyệt đối đừng nên nghe theo. Có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân cố tình gây cản trở, hãm hại bạn, tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, không có con đường kiếm tiền nào dễ dàng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, đừng trông mong bất cứ kỳ tích nào. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, bạn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, không cần để ý đến miệng thiên hạ quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng sợ hãi khi khó khăn vây quanh. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, tử vi hôm nay nhờ có cục diện hai hành thủ tương hòa nên người tuổi Thìn được nghỉ ngơi, không phải bận tâm vì công việc. Tuy nhiên, vận lâm tự hình nên tâm trạng của người tuổi này buồn bực dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong đường tình cảm. Bạn không có tiếng nói chung với cha mẹ hay anh chị em trong nhà mà cứ thích làm theo ý mình. Người độc thân thì kén chọn, khó tính, làm người khác không dám mở lòng với bạn. Thiên tài chiếu vận nên nhắc nhở người tuổi Thìn hôm nay nếu thử vận may tiền bạc bằng những trò trúng thưởng thì đừng quá u mê. Những bạn có người tài trái cũng dễ phát tài rất nhanh, nguồn tiền vào là khá lớn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, bạn nên tránh tham gia vào những chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, này bạn đã nên dành thời gian cho gia đình thì hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, dễ bị dao động bởi lời nói của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn có xu hướng sống khép kín hơn. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ được thực thần độ mệnh nên có lộc lá trong công việc, làm gì cũng sẽ được quý nhân nâng đỡ. Bạn sắp thoát khỏi những ngày tháng khổ cực vất vả, trước đây bươn chải làm ăn một mình thì giờ đây sẽ sớm được bù đắp. Hỏa sinh thổ cũng có lợi cho những người đang yêu, tình cảm lên một bước mới, hai bạn yêu nhau thắm thiết hơn trước. Những người đã có đôi thì nên chăm lo cho cuộc sống gia đình nhiều hơn. Người tuổi Tỵ luôn có ý thức trong việc tiết kiệm và chi tiêu nên vì tiền không bao giờ bị trống không. Hãy luôn suy nghĩ lạc quan và tích cực khi đối mặt với thử thách mới, vì đó sẽ là cơ hội giúp bạn tìm ra được khả năng tiềm ẩn của bản thân, tiền kiếm được sẽ ngày càng nhiều. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, thời gian được mất là chuyện tùy duyên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, mọi chuyện đều là nhân quả duyên nghiệp đời người. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, bạn xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, chuyện gì đã qua thì hãy cứ để nó qua đi. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày, thường quan lâm vận nên công việc của người tuổi Ngọ trắc trở, không thuận lợi như mong muốn. Còn giáp này phải giải quyết những công việc còn tồn đọng từ trong tuần, muốn nghỉ một ngày cũng khó. Ngũ hành hòa sinh thổ tương trợ cho người tuổi Ngọ nên tránh được những tin đồn không hay về mình từ miệng lưỡi thế gian. Hôm nay bạn cũng được bạn bè và người thân động viên hơn. Còn giáp này có ý thức trong việc quan tâm và chăm sóc cho gia đình hay người thân. Vận tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, bạn không chi tiêu quá nhiều cũng tiết kiệm được một khoản khá khá dành cho mình. Tuy nhiên, đừng quá chi li với bản thân bởi nó cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và ích kỷ hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nghĩ thoáng đi, nhìn rộng ra thì sẽ vui vẻ hơn. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, chỉ cần bạn bình an mà sống, hạnh phúc mà sống là được. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, gia đình là chỗ dựa lớn nhất dành cho bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đừng trông chờ vào người khác mang lại niềm vui cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc,
càng ngày bạn lại càng sống ghép mình hơn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, hồng, trắng, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tử vi tuổi Mùi. Người tuổi Mùi may mắn được chính tài tương trợ nên công việc bớt phần vất vả. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh trong quá trình khởi nghiệp, kinh doanh. Cục diện hài hành thủ tương hòa khiến cho vận tình cảm của người tuổi Mùi được cải thiện. Dù con giáp này là người trọng tình cảm, thường nhớ về hoài niệm cũ, nhưng lúc này bạn đã biết buông bỏ quá khứ để mở lòng với những người mới. Vận may cải thiện tài lộc của người tuổi Mùi có lẽ bắt đầu từ trong ngày hôm nay. Nếu có cơ hội tốt như tiết kiệm hay đầu tư thì hãy nắm bắt ngay. Tuy nhiên, trước khi bỏ ra số tiền lớn làm gì đó thì bạn nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, những người sống biết điều sẽ được trời thương. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, duyên vận có khi đến muộn nhưng luôn tươi đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, dè một nỗi hận thù chỉ bằng vui vẻ bình an mà sống. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, sống ở đời nên coi trọng gia đình mình đầu tiên. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đừng có tư tưởng đường núi này trông núi nọ. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi Thân. Tử vi hàng ngày nhận thấy thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Thân nên cẩn thận làm ăn với những kẻ xấu tranh khách, đặt điều vu oan bồi bẩn uy tín của bạn. Người làm công ăn lương thì hay phải gánh vác thêm hộ của người khác. May mắn là thổ sinh kim nên chuyện tình cảm có khởi sắc, hội độc thân lại khá suôn sẻ cho con đường tìm kiếm nửa kia cho mình, có cơ hội làm quen với nhiều người khác giới. Người đã kết hôn thì quây quần bên nhau, có thời gian rảnh để đi dạo cùng nhau. Tiền bạc cũng không còn khiến cho người tuổi Thân áp lực như trước, còn giáp này có cơ hội kiếm thêm thu nhập một cách dễ dàng. Những người làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng cứ ra vào đều đều, bạn cứ khéo mồm là được. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, chỉ cần ăn nói khéo léo thì sẽ nhàn hạ. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đôi khi huyền lành quá cũng là cái tội. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, mọi lời nói độc ác đều là lưỡi dao. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hãy yêu thương và trân quý chính mình. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường tím, ảnh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, người tuổi Dậu có phần may mắn trên đường sự nghiệp nhờ chính quan phù trợ. Công việc tiến triển ổn định, những bạn muốn thăng quan tiến chức thì nên tranh thủ thời gian tới đây để thể hiện năng lực của mình. Bạn làm việc có đầu có đuôi nên cuối tuần cũng rảnh, đầu óc sẽ được nghỉ ngơi. Tam hội nâng đỡ nên các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hôm nay có hẹn với đối tác làm ăn thì cực kỳ suôn sẻ. Hội độc thân cô đơn sẽ được quý nhân dẫn lối trên con đường tìm kiếm tình yêu, bạn bè rủ đi chơi thì cứ đi, biết đâu sẽ gặp được người yêu bất ngờ. Tài lộc nhờ thổ sinh kim nên bản mệnh có phần vất vả ngược xuôi, nhưng vì tương lai thì đều có thể vượt qua, ăn ở hiền lành nên tiền cứ vào đều đều. Bản tính kiên trì cũng góp phần giúp bạn hạ gục được những khó khăn trên con đường kiếm tiền của mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy tha thứ cho những điều từng làm tổn hại bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, nên bao dung cho chính bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bạn ước có một đời thanh đạm, không màng thị phi. Tử vi tuổi Tân Dậu, đời có vui hay không cũng do tâm mà thành. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cứ thanh thản mà sống, an lành mà sống. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, cục diện hài hành thủ tương hòa giúp người tuổi Tuất có một ngày chủ nhật yên ổn. Bạn có năng lực sắp xếp công việc nên làm gì cũng nhanh nhẹn, không để công việc lai dài từ ngày này qua tháng khác. Người làm tự do, bảo vệ được quan điểm của mình, tránh được nhiều thị phi. Người độc thân cũng có cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình, không những được người ấy chấp nhận mà còn được mọi người xung quanh ủng hộ rất nhiều. Bạn cũng bắt đầu có tư tưởng thoải mái, ăn nói khéo léo nhẹ nhàng với mọi người xung quanh nên ai cũng quý mến. Thiên tài chiếu vận nên chuyện tiền bạc không để nội tệ. Này sẽ có người trả nợ cho bạn hoặc bạn trả được nợ cho người khác. Nhiều bạn còn có may mắn, trúng thưởng dù chỉ chơi cho vui. Còn giáp này cũng không phải quá lo lắng vì thu nhập hiện tại đang tương đối ổn định. Tử vi tuổi Giáp Tuất,
hỏa, dù làm gì cũng nên giữ cái tâm lương thiện. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, bạn không thể trốn tránh thực tại. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, không cần phải làm hài lòng thiên hạ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, người khác nghĩ về bạn như thế nào không còn quan trọng nữa. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xanh lá, quý nhân phù trợ, ngọ, dần. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Hợi có thiên ấn chiếu mệnh nên những người làm tự do, kỹ thuật, y dược, bác sĩ sẽ gặp may mắn trong công việc. Ngay cuối tuần tuy có vất vả hơn người khác một chút nhưng rất xứng đáng. Hôm nay là một ngày khá bận rộn và vất vả đặc biệt khi làm việc với tập thể. Ngày Thổ khắc Thủy nên người tuổi Hợi hãy cởi mở lòng mình hơn để đón nhận tình cảm của người khác, nếu không bạn sẽ là người thiệt thòi. Nên xem lại cách cư xử của bạn với bạn bè và người thân. Đôi khi con giáp này vô tâm nên vô tình làm tổn thương những người xung quanh. Bên cạnh đó thì người tuổi Hợi cũng không nên để chuyện tiền bạc chiếm hết thời gian của mình. Bạn cứ lao đầu vào đồng tiền nên quên rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa là công việc chọn bạn chứ bạn không chọn công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, cũng chỉ vì chữ tiền mà khổ tâm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, bạn có thời gian nghỉ ngơi và rảnh rỗi. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, đừng nghĩ mãi những điều không vui. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, những lo lắng cứ vây quanh tâm trí bạn. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương trắng, cam, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Thân hay tuổi Dậu. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là con giáp tuổi Dần hay con giáp tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!